tại nhà văn hóa xã Gia Bốc, huyện Chư Pờ Rông, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Siêu Hương, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ cảm ơn đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã tin tưởng gửi gắm những tâm tình, tình cảm giúp đỡ các đại biểu Quốc hội tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Và mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa, tăng cường công tác phối hợp nhằm tạo điều kiện giúp đỡ bà con, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, tiếp cận các nguồn vốn vay, các mô hình sinh kế, từ đó vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 218 suất quà, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng tiền mặt cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn thể xã hội trong việc chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới, nhằm động viên tinh thần với mong muốn các hộ có một mùa xuân ấm áp, đón năm mới vui tươi, hạnh phúc.